Sáng nay ngày 8 tháng 8 năm 2021, Bình Thuận ghi nhận 12 ca nghi nhiễm Covid-19, thị xã La Di 6 ca F1 trong khu cách ly, thành phố Phan Thiết 2 ca, trong đó 1 ca F1 tiếp xúc F0, 1 ca sàng lọc cộng đồng, huyện Tánh Linh 2 ca trong khu phong tỏa, huyện Đức Linh 1 ca F1 trong khu cách ly, huyện Hàm Tân 1 ca F1 trong khu cách ly. Và tính đến trưa ngày 8 tháng 8 năm 2021, Bình Thuận ghi nhận thêm 34 ca nghi nhiễm Covid-19, thị xã La Di 25 ca, trong đó 24 ca F1 trong khu cách ly, 1 ca sàng lọc cộng đồng. Thành phố Phan Thiết có 9 ca F1 trong khu cách ly.